Sau sự cố thảm khốc cháy quán karaoke tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, các tỉnh thành phố đang giáo diết chỉ đạo tổng kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn. Và theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội, hiện tại trên địa bàn thành phố thì có gần 1.400 quán karaoke. Tuy nhiên, có tới 58% cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Trong số 58% cơ sở này, có 425 cơ sở có khả năng khắc phục nhưng chưa khắc phục nên đã có kiến nghị tạm dừng hoạt động trên địa bàn để kiểm tra, khắc phục có thời hạn, chủ cơ sở tự khắc phục và báo cáo lại cơ quan có thẩm quyền kiểm tra để tiếp tục hoạt động. 326 cơ sở qua kiểm tra không có khả năng khắc phục, bị tạm đình chỉ và đình chỉ. Thực hiện công điện của Thủ tướng và kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra 100% các quán karaoke trên địa bàn, giám sát chặt các cơ sở đang bị đình chỉ hoạt động. Do đó, từ khoảng tháng 8 năm 2022 đến nay, đơn vị đã tạm đình chỉ thêm 27 cơ sở, phạt tiền trên 1 tỷ đồng.